Thưa quý vị, những ngày đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Quý Mão 2023 cũng là 26 mùa xuân Bình Dương xây dựng và phát triển truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo, tự lực tự cường của đảng bộ, chính quyền và nhân dân sông Bé, cùng với thành quả phát triển của sông Bé, là nền tảng quan trọng để Bình Dương tiếp tục thực hiện các bước đi tiên phong và táo bạo để phát triển toàn diện về kinh tế xã hội, đóng góp ngày càng nhiều hơn trong tăng trưởng chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, với quy mô nền kinh tế đứng thứ ba cả nước, đã quy mô hơn 450.000 tỷ đồng. Bình Dương hiện đứng thứ ba cả nước về xuất nhập khẩu và tổng thu nội địa, đứng thứ hai cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài và là địa phương đi đầu trong chiến lược xây dựng thành phố thông minh. Nếu như năm 1997, dân số của tỉnh Bình Dương là hơn 600.000 người, thì đến nay, qua 26 năm xây dựng và phát triển, dân số của tỉnh Bình Dương đã tăng lên hơn 2,7 triệu người. Trong đó, có hơn 1,2 triệu là công nhân lao động ngoài tỉnh đến Bình Dương sinh sống làm việc con người luôn là trung tâm của sự phát triển và mọi đường hướng chính sách của tỉnh Bình Dương. Tỉnh đã và đang tập trung giải quyết ngày càng tốt hơn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chủ trương chính sách. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số phát triển có người HDI tỉnh Bình Dương năm 2022 đạt 0,736, đứng thứ 12 cả nước. Bình Dương cũng là một trong những địa phương đầu tiên đạt mức thu nhập trung bình cao với GDP, bình quân đầu người 7.000 đô la Mỹ một người một năm. Chưa là em rồi đó. Người dân là vẫn là đón một cái Tết rất là hào hứng, huyền bầu bang nói chung và xã Tân Hưng nói riêng là rất là phát triển. Ngày xưa là rất là, cách đến mấy năm trước là rất là nghèo khó và những người giờ hiện giờ là rất là phát triển và rất quan tâm chính quyền lãnh đạo ở Tân Hưng cũng như huyền bầu bang rất quan tâm đến ba con. Với những một cái khởi sắc như thế này thì chúng tôi hy vọng là người dân của chúng tôi sẽ có một sự đổi mới, à, nâng tầm và cái cuộc sống của chúng tôi sẽ ngày càng một tốt hơn. Thành tựu phát triển của quê hương đã củng cố niềm tin, lan tỏa niềm hân hoan phấn khởi trong nhân dân mỗi độ Tết đến xuân về. Tết nguyên đáng thì bà con ai cũng dậy sắm sửa nhà cửa, tuy rằng dù có khó khăn cách mấy ta cũng vượt qua, bà con người ta phấn khởi lắm. Một năm khởi đầu bằng mùa xuân một mùa xuân tràn đầy niềm vui tươi phấn khởi đã mang đến một khí thế mới động lực mới để bình dương vượt qua những khó khăn thách thức cây lành sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái vì một bình dương giàu đẹp văn minh